Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết, xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 30 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt khám xét chỗ ở đối với hai đối tượng tham gia tổ chức khủng bố. Các lệnh trên được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 30 tháng 8, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trụ sở tại Mỹ, gồm Nguyễn Viết Tú, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, và Trịnh Bá Hạnh, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Cả hai cùng cư trú tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thời điểm hai đối tượng trên bị bắt giữ, cơ quan công an thu hàng trăm cờ ba dọc, máy tính, máy in, vô hiệu hóa ý đồ khủng bố trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2024. Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, chấp hành các quyết định giam giữ. Cơ quan An ninh Điều tra Công an Đồng Nai đang điều tra mở rộng vụ án. Bộ Công an đã xác định Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố. Do đó, công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn, lôi kéo của số đối tượng trong tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Khi phát hiện thông tin cá nhân tổ chức có liên quan đến tổ chức này, đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý. Ngày 30 tháng 9, Công an huyện Lục Ngạn, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, đây là điểm mua bán trái phép chất ma túy với hình thức tinh vi, xảo quyệt và lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn. Trước đó, qua công tác nắm tình hình và công tác nghiệp vụ, Công an huyện Lục Ngạn đã phát hiện một số đối tượng trong huyện cấu kết với đối tượng ngoài huyện để hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn liên địa bàn. Để đối phó với các lực lượng chức năng, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi cách thức, địa điểm hoạt động, xây dựng nhà điểm bán lẻ ma túy cho các người nghiện dưới dạng bong ke, gia cố 3 lớp cửa được khóa bằng loại khóa chống cắt và chống phá, sử dụng nhiều người cảnh giới, lắp đặt nhiều camera, nuôi 2 chó béc dê để cảnh giới cho hoạt động mua bán, cất giấu, vận chuyển trái phép các loại chất ma túy. Các trinh sát phát hiện chủ mưu cầm đầu manh động, những kẻ tham gia có tiền án, tiền sự nên việc đấu tranh, bắt giữ cần nhiều người và kế hoạch chi tiết. Theo đó, Công an huyện Lục Ngạn thành lập 3 tổ công tác tấn công điểm mua bán trái phép chất ma túy tại trung tâm thị trấn Chũ trên địa bàn và bắt giữ Phạm Thị Hải, 41 tuổi, tên gọi khác là Cua, và Nguyễn Văn Cường, 39 tuổi, biệt danh là Cường Chó, cùng chú huyện Lục Ngạn. Tiếp tục mở rộng điều tra, các lực lượng gồm Công an huyện Lục Ngạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang và Công an thị xã Việt Yên bắt thêm hai anh em ruột là Nguyễn Tiến Lực, 35 tuổi và Nguyễn Tiến Trung, 32 tuổi, cùng chú tại thị xã Việt Yên, Bắc Giang. Tổng số lượng các chất ma túy thu giữ được trong đường dây này là 1.563 gram ma túy các loại, trong đó có khoảng 6.300 viên ma túy hồng phiến, 85.077 gram heroin, 31,4 gram ketamine, 19,8 kg pháo hoa nổ và số tiền hơn 400 triệu, 2 sổ tiết kiệm với tổng số tiền là 490 triệu đồng cùng nhiều công cụ, đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của cả 4 đối tượng này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng tang vật và đối tượng đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trong diễn biến mới của vụ cô giáo xin tiền ủng hộ mua máy tính xảy ra tại trường tiểu học Trương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện một đoạn ghi âm dài hơn 4 phút, được cho là phát biểu của cô giáo TPH, chủ nhiệm lớp 4/3, người bị phản ánh trong một cuộc họp nội bộ của nhà trường. Trong đó, cô giáo đã có những lời chia sẻ nặng lời dành cho giáo viên, phụ huynh. Đoạn ghi âm thể hiện tiếng của người phụ nữ liên tục la hét, phẫn nộ, quát nạt. Dù được yêu cầu tôn trọng tập thể, song người này vẫn lớn tiếng cho rằng bản thân không sai, thách thức những người còn lại. Cô H nói rằng làm giáo viên chủ nhiệm là làm dâu chăm họ, khi thương thì nói khác, không thương lại nói khác. Đoạn ghi âm có đoạn, tính tôi thẳng thắn nên người ta không thích tôi, chỉ những phụ huynh hiểu chuyện, có ăn học mới thích tôi thôi. Tôi chỉ giao du với những phụ huynh đó, còn những phụ huynh đầu đường xó chợ, tôi không giao du. Người phụ nữ tiếp tục quát to, trên mặt bằng phường Cầu Kho này toàn dân gì đâu không, dân học thức ít lắm, họ ăn đằng sóng nói đằng gió, sáng gọi điện nói với tôi một kiểu, chiều nói giọng khác, trở mặt còn hơn bánh tráng. Mỗi người chủ nhiệm, người ta có nỗi đau khổ của người ta. Xác nhận với phóng viên, cô giáo TPH thừa nhận đoạn ghi âm trên được cô nói trong một buổi họp cùng ban giám hiệu liên tịch trong trường. Khi đó có giáo viên khác đã chỉ trích về các việc làm của cô, nói năm nào cô cũng bị phụ huynh thưa nhưng không có bằng chứng, khiến cô H càng thêm bức xúc. Trả lời câu hỏi vì sao là một giáo viên lại dùng những lời không hay như đầu đường xó chợ, ít học, trở mặt còn hơn bánh tráng,
để nói về phụ huynh tại phường Cầu Kho. Cô Phương Hạnh giải thích, mấy hôm đó bản thân cô đang có tâm trạng không tốt. Mặt khác, có phụ huynh khi nói chuyện với cô giáo thì khác, nhưng khi phát biểu tại cuộc họp lại nói ngược lại, khiến cô giáo bất ngờ. Cô Hát giải bày, tôi quá giận nên mới nói như vậy. Nữ giáo viên cũng thừa nhận mình sai khi đã vận động phụ huynh hỗ trợ tiền mua máy tính và giữ quỹ cha mẹ học sinh không đúng theo thông tư hướng dẫn của ngành giáo dục. Cô Hát nói, tôi đã sai khi không hiểu thông tư về xã hội hóa. Những ngày qua, tôi bị ảnh hưởng tinh thần, sức khỏe rất nhiều và cũng mong sự việc sớm được giải quyết. Trước đó, giải thích về việc xin tiền phụ huynh học sinh để mua laptop, cô giáo cho biết, bản thân bị mất máy tính ngay tại trường vào năm học 2022-2023, nên trong năm học trước đã không có máy tính sử dụng. Năm học này, lớp có TV nên cô giáo muốn có máy tính mới để soạn bài và kết nối với TV để giảng dạy cho các em tốt hơn. Cô Hát chia sẻ, máy tính của tôi bị mất ngay trong trường, nên tôi nghĩ đến xã hội hóa giáo dục, nhà nước và nhân dân cùng làm. Vì thế tôi mới xin phụ huynh hỗ trợ tiền. Cô giáo giảng dạy cho học sinh không có máy tính thì TV cũng nằm không. Nhưng sau đó hiệu trưởng đã gọi tôi xuống làm việc và giải thích, chỉ đạo không được nhận tiền hỗ trợ của phụ huynh. Nữ giáo viên cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của hiệu trưởng vào ngày 16 tháng 9, khi ra về, cô Hát đã tạo một bình chọn đồng ý và không đồng ý hỗ trợ tiền mua máy tính cho giáo viên. Trả lời lý do vì sao đã có chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường và cũng nhận thức được là mình sai, nhưng cô không từ chối ngay mà phải bình chọn, nữ giáo viên cho biết. Lúc đầu, khi họp ban đại diện cha mẹ học sinh, tôi xin ủng hộ thì tất cả phụ huynh đồng ý. Vì thế tôi tạo bình chọn để có cớ từ chối, vì tôi nghĩ đã có người phản ánh lên nhà trường thì sẽ có người không đồng ý. Nữ giáo viên nói thêm, tôi thấy may mắn vì có ba phụ huynh không đồng ý, nên tôi cũng vui vì có cớ không nhận hỗ trợ từ phụ huynh. Về việc hỏi phụ huynh không đồng ý là phụ huynh của bé nào, cô Hát thông tin vì trong lớp có 38 học sinh, nhưng nhóm Zalo phụ huynh lại có 47 người, cô Hát không biết ai là ai nên chỉ muốn hỏi để biết. Cô Hát cho biết, tôi muốn hỏi phụ huynh này là ai để biết thôi, sợ là phụ huynh đã chuyển lớp hoặc không phải phụ huynh lớp mình nên hỏi vậy. Nhiều người nghĩ là tôi dỗi, tôi không giận dỗi gì phụ huynh. Phụ huynh cứ yên tâm là cô vẫn yêu thương, giảng dạy các con bình thường. Về nội dung không soạn đề cương, cô nói đây không phải nhiệm vụ của giáo viên, chứ cô không giận dỗi gì phụ huynh vì việc ủng hộ tiền mua máy tính. Sau sự việc, nữ giáo viên đã xin lỗi phụ huynh, mong họ yên tâm vì cô vẫn giảng dạy và yêu thương học sinh. Tuy nhiên, hiện nhiều phụ huynh vẫn quyết tâm xin chuyển lớp cho con. Một phụ huynh lớp 4/3 cho biết đã rất sốc khi nghe cô giáo có phát ngôn không hay về đồng nghiệp, cha mẹ học sinh như vậy. Vì thế, ông không còn tin tưởng giao con em cho cô giáo giảng dạy. Phụ huynh này nói, mong muốn của nhiều phụ huynh trong lớp là được đổi giáo viên cho con. Tôi cho rằng cô không còn xứng đáng đứng trên bục giảng. Hiệu trưởng nhà trường, ông Lê Công Minh cho biết về nội dung trong ghi âm, ông sẽ có thông tin chính thức sau khi vụ việc được làm sáng tỏ. Ông Minh cho hay, ngày 30 tháng 9, nhà trường mới ra quyết định chính thức tạm đình chỉ công tác của cô Hạnh. Trường đã bố trí một giáo viên thỉnh giảng đứng lớp, thời gian tùy thuộc vào quá trình xử lý vụ việc. Ông khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không bao che. Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với viên chức nêu rõ, cô TPH, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, kiêm khối trưởng khối 4 bị tạm đình chỉ 15 ngày. Lý do để xác minh, làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật. Quyết định ghi, bà TPH có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học và các nội dung liên quan đến trường và lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới. Trong thời gian tạm đình chỉ, bà H phải đảm bảo giữ liên lạc thông suốt khi có yêu cầu giải trình hoặc cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc xem xét xử lý kỷ luật hoặc trao đổi thông tin liên quan.